tất cả anh em nha. Ngày hôm nay em giới thiệu với anh em một cái mẫu phụ sau của Sibon 110, Sibon 120 riêng theo xe sẽ như thế nào nha anh em. Đó. Thì các cái mẫu phụ khác thì mình có để ở cuối clip để cho anh em mình dễ phân biệt nha. Đó, mua cho nó đúng hàng nha anh em. Bây giờ là các mặt hàng nó tràn lan nó nhiều lắm nha anh em. Đó, mua cho đúng. Cho Sibon thì mua đúng có món đồ Sibon thì mới vừa túi tiền ưng ý của mình ha. Đó. Thì ở đây mình có rất là nhiều đồ nhưng mà mình không có thời gian nha anh em. Đó. Mình bận thời gian mình không có lên video clip thường xuyên cho anh em được. Thì rảnh có cái gì đó thì anh em mình sẽ lên video clip để hướng dẫn cho anh em. Đó. Phổ biến cái món đồ riêng để cho anh em mình mua hoặc là chơi này kia cho nó dễ dàng nha anh em, tự tin nha anh em. Đó. Thì sau đây mời anh em cùng tìm hiểu nha anh em. Rồi, hello anh em. Thì trước mắt anh em đang thấy là hai cái mẫu phục. Bên đây là phục riêng tháo xe Kushibo 120 và phục riêng tháo xe Kushibo 110. Đó. Thì hai cái điểm khác nhau nha anh em, hai cái lò phục mẹ khác nhau ha. Đó, thì anh em trước mắt nhìn cái lò xo nè. Đó, lò xo 2 4 5 5 5 vòng ha. Đây lò xo 4 vòng nè, 1 2 3 4 nè. Đó, khác biệt cái lò xo ha. Là cái điểm nhận biết trước mắt nè. Thứ hai là chân phục nha. Đó. Chân phục nè, chân phục con 120 thì có tăng chỉnh đó, 110 thì không có tăng chỉnh đó. Cốt riêng của Sibon mình thì xài chung cốt số 9 đó nha anh em đó. Và phục riêng theo xe nó sẽ là có KIB đó, KIB chữ đen nha, cái này nó mờ nè nha anh em. Bên đây cũng vậy, cũng có cái tem KIB chữ đen nha đó. Và cái phục riêng theo xe thì anh em để ý là những cái miếng này nè, nó sẽ 7 màu nha. Đó. Sashi 7 màu nha, trên đây cũng vậy nè. Sashi 7 màu. Sibon 110 cũng vậy nha anh em. Đó, sashi 7 màu. Còn mấy cái loại phục mới anh em. Phục mới bây giờ là phục KIB của Malay. Thì có cái chữ KIB mà KIB đỏ, chân nó là chân chân không có được bóng nha anh em. Đó. Nè anh em thấy mấy cái chân này chân bóng nè. Nước sơn ta bóng nha. Và phục 120 nó cũng có cái loại của Indo đó nha anh em. Của Indo thì nó sẽ không có cái tem KIB. Đó, nhưng mà chân này nè, chân này nó xi trắng nha. Đó. Và xem phục cho nó ngon thì anh em phải xem cái ti trên này nha anh em. Đó. Cái ti nè. Ti vòng vòng nó sẽ không có bị xước, bị nổ này kia đó, nó sẽ xì nhớt đó. Thì cái ti nó còn sáng bóng thì nó sẽ nhúng ngon nha anh em. Đó nè, đó, xem cái ti nó quan trọng lắm nha anh em. Đó thì phục rin cũng nhìn cũng dễ biết là anh em để ý ở trong mấy cái cục cao su này nè sẽ có cái chữ KIB đó, để mình lấy cho anh em xem nè. Đây anh em thấy không? Đó, mỗi cục cao su nó đều có hết nha anh em. Cao su trên dưới đều có cái chữ KIB hết nha. Đó, mới đúng cái phục theo xe. Và có một số cái mẫu phục tồn kho cũng là cái mẫu của theo xe luôn nha anh em. Thì nó còn tồn kho lại đó, cũng vẫn có chữ KIB trong đây nha. Đó. Nè anh em xem qua ha. Đó, cái chân bóng hết nha anh em. Thì cái số 8 nè, nhiều anh em hỏi mình là có cái đời có ở đây không. Thì những cái đời thấp đó nha anh em. Những cái đời thấp nó sẽ có số 8. Và đời cao sẽ không có số 8 nha. Đó. Thì cái phục này là có số 8 này nè, nó nằm trong cái xe của 98 nè nha anh em. Đó. Vẫn là riêng hết nha anh em. Ở số 8 còn số 8 nhưng vẫn ghi vẫn có chữ KIB, tem KIB. Và một số cái phục nè, nó sẽ có cái đặc biệt là cái hiệu này kia đó, chữ KIB đó nha anh em. Của Sibon 120 mình vẫn có luôn nha. Đó, nó cũng không có lạ gì, tại anh em ít thấy thôi, chứ mình thì mình thấy thường. Đó,
cốt này kia đều còn không nè. Cốt rin của Sibor mình cốt số 9 nha anh em. Thì cái phục của Sibor 10 nó sẽ, anh em thấy là nó sẽ yếu hơn nha anh em. Đó. Thì thường mấy cái xe mà bị cái xe mà 110 mà bị chở hai cái nó bị ngoài sao nó hơi bị thấp đó nha anh em, thì nó đang đi từ phục 110 hay gì đó nha anh em. Đó nè, cái hành trình ti anh em thấy là cái hành trình ti nó dài hơn, bên đây là hành trình ti nó ngắn hơn đó anh em thấy không, nhưng mà lò xo nó mạnh hơn. Đây lò xo ở đây 2, 4, 5 à, đó bên đây nha anh em, 4 nha, tính 4 nè, à đó tính 4 rồi nha, bên đây 5 đó, cho nên là cái 110 nó yếu hơn xe cái 120 nha, đó nó nhúng nó mềm hơn. Bởi mấy cái xe 110 anh em, cái chở ngồi sau nghĩa là nó thấp xuống, đó là do cái phục này nè, đó phục thì cái hành trình nó xuống thêm nữa nha anh em, nó hành trình nó xuống sâu hơn. Đó bên đây là cái hành trình nó xuống ngắn nè. Đó anh em thấy không, hành trình ngắn mà lò xo lại mạnh và có cái độ tăng chỉnh nữa nè. Đó khi mà nó bị nhão anh em tăng chỉnh là cái mức cuối cùng này nè. Đó còn cảm thấy cứng quá thì xả xuống ha. Đó, xả xuống mức này cũng được nè, nhưng mà cái mức tiêu chuẩn của nó là cái mức giữa này nha anh em. Đây đó anh em thấy không, đây một mắt nè, lên đây mắt, lên đây mắt, đây mắt ha. Đó thì mức giữa này là mức tiêu chuẩn của phục Sibor 120 đó. Cái xe mình cũng đang đi cái kê phục 110 thì nó nhúng rất là êm nha anh em, nói chung nó nhúng nó mềm. Đó, nó mềm, nó không có bị dằn. Đối với cái phục 120 thì anh em xem kỹ những cái ấy nha, mình vừa nói đó là nó chân si bảy màu nha anh em. Những cái phục còn cũng vậy, chân si bảy màu nha, chân si trên dưới bảy màu hết. Còn cái phục mới của loại cây bơi Malay á, chịu mấy cây gì đó nha anh em, thì nó có chữ cây bơi đỏ nhưng mà chân nó là chân sơn mờ nha, sơn đen mờ, nó không có bóng nè. Và mấy cái này là nó không có si bẻ màu đó anh em thấy. Và trên những cái cục cao su nó sẽ không có cái chữ cây bơi luôn đó. Còn hàng của Indo thì nó không có cái tem cây bơi nha anh em. Đó chân bóng nhưng mà không bóng bằng cái theo xe, không có cái tem gì hết đó. Và chân nó không có si bảy màu được đó, chân si trắng nha. Rồi thì cuối clip mình sẽ để những cái mẫu phục cây bơi Malay, cây bơi Indo đó, những cái mẫu phục tồn này kia cho anh em mình tham khảo thêm ha. Rồi anh em có thấy hay thì cho mình xin một like và một đăng ký nha anh em, để mình có động lực làm những cái clip tiếp theo nha. Những cái món đồ gì rảnh thì mình sẽ up lên cho anh em mình xem đó, những anh em mới chơi chưa biết đó anh em đó xem. Rồi cảm ơn anh em rất nhiều nha.